Rồi, Thuận còn công chào quý anh chị xem video ha. Đây là mấy đơn hàng pin với máy với mấy cục anh em ta gửi tới đang bảo trì ha, mình đang làm xong á. Đó mình sẽ cho người gói hàng về ha. Chứ ở đây cũng có người đang gói nữa ha. Đó chứ còn mấy anh máy anh em ta gửi tới mình làm chưa kịp nữa ha. Đây. Đang băng à. Tại nói chung là mình chỉ liên hệ trực tiếp ngay chỗ cái người mua máy của mình xử lý xong rồi mình vô thùng mình gửi về ha. Nó mấy con máy bán này nè. Nó tầm 4-5 năm gì trước nè. Đó mấy anh khách mua là mấy cây không á. Đó thì giờ cũng sửa chỗ bảo hành ha. Đó đây còn mấy thùng nữa nè. Đó, mạch bọng rồi. Đó, máy thì để thì anh em cũng mua pin máy với luôn cảm ơn. Bữa nay mình cũng giao hàng như đó. Đó, với đơn nào tới em xử lý tới ha. Nói chung là pin bọng đồ đẹp mình bán ra. Đó mà chỉ nâng cấp vẫn sửa chữa bên đồ mình bán ra. Còn anh em mà mua pin bọng máy ha, trục tạc xử lý là trong vòng 1-2 bữa là về ha. Không có đợi chờ pin bọng máy gì vậy. Tới xử lý 1-2 bữa, còn anh em có tới nhà thì đợi 1-2 tiếng là lấy về luôn ha. Không có đợi chờ. Đó thì bữa nay mình cũng có giao cục pin 50A khách lại nhà lấy là cục pin này à. Đó là lại nhà lấy. Đó. Thì gồm xe à. Cái này là 3,5 triệu, 50A là 3,5 triệu gồm một sạc có tên mình nè. 10A với cục pin ha, cục pin chạy hai mạch sạc với mạch dây. Đó. Thì là giá của nó là 3,5 triệu nhận được ha, 3,5 triệu nhận được. Thì gồm là cục sạc ha với một cái ba lô với cái này. Đó, cái cục pin này thì giá 3,5 triệu mình có tặng thêm cái mạch 3,5 ha, mạch này giờ mua rồi khoảng 300.000 này, mình tặng cho em luôn cân bằng. Chứ thực tế pin này cũng không cần ha, tại pin này nó không có lạch pin, không cần tới luôn ha. Nhưng mà gắn thêm thì nó cũng hay hơn. Còn anh em sạc thì sạc 10A thì sạc cho 50A tầm 5 tiếng đầy ha. Thì anh em sạc 5-6 tiếng anh em canh rút ra. Đồ điện tử xài nó an toàn nhất là cứ canh rút ra nó ngắt. Nhưng mà thời gian đầu nó ngắt, nhưng mà thời gian sau này thì anh em biết rồi. Nó đồ điện tử cứ chạy 5-6 tiếng anh em rút ra thôi, an toàn nhất. Đó. Còn cục pin này á, nãy mới khách lại nhà lấy luôn ha, giao đi chứ. Cục pin này là 30A, giá của nó là 2 triệu. Nó vẫn gồm là 8 siêu pin, 30A đủ ha. Đó, chạy mạch 100A. Còn mình nói sạc mạch 200 ha, thằng này là chạy liên tục là 100A, cân bằng 5,5 luôn, gồm sạc 5A, sạc 6 tiếng đầy ha. Đó thì anh em cứ sạc cục này thôi, gấp vô là sạc 6 tiếng đầy. Thì combo nó như vậy là 1 triệu ha, 2 triệu nhận được nha, 2 triệu. Sạc 5A với cục pin 30A, bán lấy tiền công, bảo hành 1 tháng, lỡ lỗi tục tạc. Anh em về xài kỹ, xài 2-3 năm, 4 năm cũng chưa hư ha. Pin này tên hiện tượng mình có sửa những cục pin hồi lúc trước á. Anh em ta mua pin với máy, có coi dùm là có người xài 3 năm chưa hư ha. Đó, thì tỷ lệ nó khoảng 3 năm chưa hư. Nó thì anh em xài kỹ, còn mình bán lấy tiền công thì không có là nhiều nên không có nói dòng vo. Anh em gì xe ẩu tả gì đó là hư rồi đáng chịu ha. Chứ còn về máy bộ, máy xuồng, máy bộ bọng anh em cứ đi ra vừa vừa thì nó rất là bền ha, nó không hư. Còn em cố tình vọng máy lớn vô thì nó hư hao trái thì anh em sửa tốn tiền, khỏi nói nhiều ha. Đó, còn pin này là pin 105 ha, cũng giao cho anh khách bữa nay luôn. Mình cũng quay sơ như vậy ha. Pin này thì nó giá của nó giờ là 5,5 triệu. Nó nặng khoảng 7 kg mấy ha. Đó, thì nó vô hộp nắp như vậy ha. Đó, cọc đây, cọc này 10 ly, đồng hồ LED. Thì gồm là hai cục sạc 10A, sạc khoảng 6 tiếng đầy ha, thì anh em cứ canh 6-7 tiếng anh em rút ra là đầy. Còn ba lô đây, đó, quay cụ thể nhất có thể rồi ha. Chứ còn máy móc pin bọng tùm lum hết, không có quay mà chi tiết nữa ha. Đó, bữa nay bán gì thì quay về cho anh em coi. Còn bên đây là vẫn đang có cục pin sẵn này, nắp nó thì ốc này ha. Đó. Còn bên đây thì 250 ha, giá của nó giờ 10,3 triệu. Thì anh em nào mua nào thì móc mình quay mình sẽ báo sau. 280, 250 nói chung là nhiều lắm. Máy này thì đi sạc 3. Sau này bán cái gì combo sao mình sẽ quay vậy luôn ha, quay sơ cho anh em biết là nó như vậy. Đó, còn đây đang còn pin đây, thì pin anh em nào mua thì tranh thủ mua nha, chứ pin nó hết là cũng xong rồi ha. Tại đây tết mình cũng không có lấy hàng được nữa nên mình không có lấy luôn. Đó, thì pin bỗng có đây. Còn anh em sỉ lẻ thì pin này giờ nó lẻ ha, 4W này nó lẻ tiền, lắp lấy tiền công thôi. 30A 2 triệu, còn 30A là 2 triệu à. Đây, trên cái tờ giấy có ghi nên có gì chụp hình gửi qua 2 triệu. Đó, thì 45B là 2,7 triệu, còn 60B là 3,3 triệu ha, gồm sạc. Còn em lấy ba lô thì thêm 100.000, còn lấy thì thôi ha. Đó, pin bọng thì làm test xong thành phẩm thì lên kệ. Còn nói chung là máy móc pin bọng là chạy xuyên suốt ha, tối ngày luôn. Đó, máy móc rồi nói chung là có nhà trực tiếp là chạy máy móc sạc là tối ngày luôn. Đừng mới test pin mới có sản phẩm thành phẩm rồi bán cho anh em dùng ha. Đó, thì anh em cần cứ alo em trực tiếp tư vấn cho nó dễ. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe ha, làm mọi việc mọi thành công. Có mua máy móc pin bọng gì có dư lòng alo em trực tiếp ha, tư vấn cho nó dễ. Anh em có điện đây nhắn tin nó lóc mất thời gian đâu bên lóc. Sạc bổng có đầy đủ hết ra, dự phòng bổng gì đó anh em cần cái nào có hết.